thứ bốn thì ngắm khi quân giữ nộp đức Chúa Giêsu cho an nát là cha vợ cai pha làm thầy cả du rêu mà đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khó trong nhà ấy đoạn mới nộp cho cái phàng. Bây giờ có một người cáo quan xỏ tay vào báo sắt mà vá ngăn mặt đức Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ. Thầy cả du rêu nghe thấy đức Chúa Giêsu xưng mình là con đức Chúa Trời thì mắng rằng ấy bay đã thấy nó nói lời lỗi làm vậy còn tìm chứng nào làm chi nữa mà chẳng giết đi cho rồi. Đêm ấy quân giữ trói cánh tay đức Chúa Giêsu vào cột đá mà lấy khăn che mặt đoạn mới nhổ cùng giật tóc và giấu đức Chúa Giêsu lại lấy roi cùng bên dưới hài đi đánh ngang mặt lại và thâu đêm 400 lần. Đêm ấy có kẻ hỏi ông Thánh Phêrô rằng mày phải đầy tớ Giêsu chăng? Ông Thánh Phêrô liền sợ mà chối 3 lần rằng mi chẳng biết người ấy là ai. Đức Chúa Giêsu thương mà dở mặt ra xem ông Thánh Phêrô. Bây giờ người ăn tội ấy lắm ra ngoài khóc lóc chẳng có khi đừng trọn đời đến sớm mai gà gáy nhớ đến tội xưa liền đi khóc lóc. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha ba kinh mừng thương đức Chúa Giêsu chịu thương khó vì chúng tôi xin cho chúng tôi mạnh sức mà xưng đạo đức Chúa Giêsu ra kéo ngày nào trôi chẳng. Amen.